đấy là một cuộc đấu không còn là thống trị tuyệt đối dễ dàng của Việt Nam nữa, mà có rất nhiều biến số, nhiều nhân tố bí ẩn, nhiều đối thủ sừng sỏ. Nguyễn Thị Huyền của chúng ta đang bước lên. Các đối thủ rất mạnh, Huyền sẽ phải rất nỗ lực trong đoạn cuối. Chúng ta có thể nhắc đến là Roran của Philippines, Goli của Malaysia, Arisa của Thái Lan. Ba đối thủ Nguyễn Thị Huyền. Chúng ta rất kỳ vọng vào chị trong những đoạn cuối, nhưng mà có vẻ rất khó khăn rồi. Nguyễn Thị Huyền, những bước quyết định. Nguyễn Thị Huyền tuyệt vời, quá ngoạn mục. Xin chúc mừng tấm huy chương vàng thứ 8 của Điền Kinh Việt Nam, tấm huy chương vàng thứ 11 trong lịch sử các kỳ SEA Games của Nguyễn Thị Huyền.